hàng trăm người dân tự đi xe máy về các tỉnh miền Trung, đến ngã ba Tân Vạn, gần cầu Đồng Nai thì bị lực lượng chức năng dừng xe và yêu cầu quay trở lại thành phố. Sau khi các chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ, người dân miền Trung chất hành lý lên xe máy để về quê, họ bị buộc quay đầu trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm người dân về quê tự phát bằng xe máy đã bị lực lượng chức năng chặn lại ở ngã ba Tân Vạn, thành phố Thủ Đức, cách địa phận tỉnh Đồng Nai khoảng 1 km nhiều người cho biết họ đã đứng chờ dưới cơn mưa suốt nhiều giờ nhưng vẫn chưa được cho qua chốt họ là các lao động tự do công nhân bị thất nghiệp nhiều tháng nay mong muốn được trở về quê những người này chủ yếu đến từ bình thuận quảng nam quảng ngãi thừa thiên huế lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động người dân quay trở lại nơi cư trú nhưng một số vẫn cố bám trụ chờ được thông qua để về nhà họ cho biết đã trả phòng trọ và không còn tiền đóng nhiều gia đình cho con nhỏ ăn uống tạm ngay trên vỉa hè thấy khổ quá thì mình về, tiền trọ không đủ đóng, nhà trọ cũng trả hết rồi. Bà nội vào chăm cháu kẹt lại đây mấy tháng rồi, bà ngoại thì bán vé số cũng nghỉ. Giờ chồng con, bà nội, bà ngoại khăn gói về Bình Thuận, ngồi đợi ở chốt hơn 3 tiếng rồi, xin mấy anh công an cho qua mà chưa được. Chị Ngọc nữ ở thành phố Thủ Đức chia sẻ. 22 giờ 30 phút, lực lượng, lượng chức năng kiên quyết bắt buộc người dân phải quay đầu xe. Nhiều người không giấu được nỗi thất vọng nhiều người đành phải quay xe ra về nhưng chưa biết phải đi đâu khi phòng trọ đã trả lại. 23 giờ, một nhóm khác vẫn tập trung dưới dạ cầu Đồng Nai để chờ đợi được quả chốt. Thành phố Hồ Chí Minh đang ở trong những ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách và chắc hẳn cuộc sống sau nhiều tháng giãn cách xã hội sẽ thay đổi rất nhiều cùng với những quy định mới. Về cuộc sống bình thường mới của người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thẻ xanh COVID sẽ là điều kiện bắt buộc với mỗi người dân thành phố Hồ Chí Minh khi đi lại tham gia hoạt động xã hội. Điều kiện được cấp thẻ là đã tiêm ít nhất một liều vaccine sau 14 ngày tiêm, F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày. Để nhận thẻ, người dùng tải ứng dụng PC COVID hoặc sổ sức khỏe điện tử, đăng nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu. Trong ứng dụng này, ngoài thẻ COVID-19 còn các tính năng như cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, thông tin tiêm vaccine, thông tin xét nghiệm, truy vết tiếp xúc gần, xu hướng lây nhiễm, bản đồ nguy cơ, vân vân. Người dân sẽ sử dụng mã QR cá nhân khi đến các cơ quan liên hệ công việc hay đi siêu thị, chợ, các địa điểm kinh doanh. Trường hợp không có mã QR, người dân cần xuất trình các giấy tờ. F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày, tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất là 14 ngày sau tiêm. Bên cạnh đó, người dân được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Từ ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh cho phép nhiều cơ quan ngành nghề, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại. Người có thể xanh COVID có thể làm việc tại trụ sở đến các cơ quan đơn vị liên hệ công tác, giao dịch tại ngân hàng, đi siêu thị, chợ truyền thống để mua sắm, Tuy nhiên, điều kiện là phải quét mã QR tại điểm đến để cơ quan chức năng giám sát. Trường hợp không có mã QR, các loại giấy tờ chứng minh các thông tin trên có thể thay thế. Mã QR kết hợp khai báo y tế điện tử giúp xác định rất nhanh một người có tiếp xúc với F0 hay không. Ví dụ tại một điểm A có một người F0, hệ thống sẽ phát hiện được những người khác đã đến điểm A đó có tiếp xúc hay không. Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh cho biết khi xuất hiện các trường hợp F0 hoặc tiếp xúc F0, thì mã QR sẽ chuyển sang màu đỏ, đồng thời hiển thị thông tin, đề nghị ông bà trở về nhà và liên hệ với y tế địa phương để thực hiện các yêu cầu kiểm tra khác. Khi mã QR chuyển màu đỏ, cá nhân sẽ bị các đơn vị, cơ sở từ chối phục vụ và yêu cầu quay về nhà. Tương tự, nếu người dân không đáp ứng đủ điều kiện, chưa có thẻ xanh COVID theo quy định thì cũng không được phục vụ. Sau ngày 30 tháng 9, nội thành thành phố Hồ Chí Minh không còn các chốt kiểm soát, giấy đi đường cũng đã được bãi bỏ. Khi tham gia lưu thông, người dân sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID hoặc PC COVID để khai báo thông tin. Về trẻ em dưới 18 tuổi, thành phố sẽ quản lý bằng khai báo y tế. Tuy nhiên, vì mở cửa theo lộ trình, thời gian tới, những người dưới 18 tuổi chỉ được học trực tuyến. Nếu không có việc cần thiết, nhóm này không nên ra đường. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh không cấp giấy đi đường nhưng sẽ tổ chức tuần tra, ở các chốt kiểm soát hoặc đội tuần tra lưu động có thể kiểm tra xác suất về điều kiện cho phép đi lại của người dân. Người chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ điều kiện lưu thông khi ra đường sẽ bị xử lý. Người dân không được tự ý rời khỏi thành phố, các chốt kiểm soát ở nội thành được tháo gỡ, nhưng 12 chốt chính và 39 chốt vụ giáp danh các tỉnh vẫn được duy trì. Lãnh đạo thành phố lý giải, việc kiểm soát này nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả người dân vì mỗi tỉnh diễn biến dịch và độ phủ vaccine là khác nhau. Người dân có nhu cầu về quê phải di chuyển theo tổ chức để tránh lây lan dịch bệnh. Từ ngày 1 tháng 10, thành phố cho phép tổ chức lại hoạt động tham quan bảo tàng với điều kiện đáp ứng bộ tiêu chí an toàn, đánh giá phòng chống dịch. Mỗi nhóm tham quan tại từng khu vực trưng bày tối đa 10 người cùng một thời điểm. Điều kiện tham gia là phải có thẻ xanh Covid. Những sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao, thi đấu được tổ chức với quy mô tối đa là 70 người, với điều kiện 100% người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức. Người dân cũng có thể tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày theo từng nhóm tối đa là 15 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 được phép hoạt động tối đa 100 người người dân có thể dự đám tang, đám cưới. Tuy nhiên, các hoạt động này chỉ được tổ chức tối đa 20 người tại cùng một thời điểm. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hòa Bình, dù công tác phòng chống dịch trên địa bàn đạt được một số kết quả tích cực trong thời gian qua, tuy nhiên dịch bệnh trên địa bàn vẫn phức tạp. Số ca mắc mới, ca nhiễm đang điều trị tại nhà và các cơ sở y tế, tỷ lệ tử vong vẫn cao. Tỷ lệ tiêm vaccine tại các tỉnh ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn rất thấp số người tiêm đủ hai mũi vaccine tại thành phố chưa cao, nên các quyết định, chính sách phục hồi kinh tế phải cân nhắc và có bước đi thận trọng. Tinh thần của chỉ thị mới không phải là ngay sau ngày 30 tháng 9, trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tất cả hoạt động được mở ồ ạt trở lại, mà phải thận trọng từng bước có lộ trình để đảm bảo an toàn, sức khỏe của người dân là trên hết. Ông Bình có nói tại buổi họp báo công bố chỉ thị mới áp dụng kể từ ngày 1 tháng 10. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Ngọc, trưởng khoa hô hấp bệnh viện Chợ Rẫy, chủ tịch Hội hô hấp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Vấn đề mở cửa và chống dịch luôn song song và thực hiện uyển chuyển. Thành phố đã giãn cách 4 tháng nên việc mở cửa trở lại sau ngày 30 tháng 9 để phục hồi kinh tế là bắt buộc. Nếu số lượng bệnh nhân tăng lên mà hệ thống y tế không đáp ứng được, đặc biệt là số trường hợp nặng và tử vong cao, chính quyền sẽ phải siết lại chứ bây giờ lo ngại rồi giãn cách tiếp thì người dân sẽ cực kỳ khó khăn và hệ lụy hệ thống kinh tế lúc đó không thể có nguồn lực chống dịch hiệu quả nữa ông ngọc cho biết theo ông ngọc sau khi mở cửa số lượng các ca nhiễm có thể tăng lên so với lúc siết chặt giãn cách ca các bệnh nặng cũng có thể tăng lên nhưng nếu thành phố đã đạt được các chỉ tiêu về số giường icu hệ thống y tế địa phương đáp ứng đủ thì có thể kiểm soát được số bệnh nặng và tử vong vì vậy cùng với việc tham khảo các tiêu chí của bộ y tế thành phố phải căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định mức độ mở cửa. Tôi vẫn ủng hộ nới lỏng giãn cách, đặc biệt là trong bối cảnh độ phủ vaccine của thành phố đã rất cao, số bệnh nhân nặng và tử vong đều đã giảm so với trước đây. Thực sự nếu kéo dài giãn cách thêm 1-2 tháng nữa, kinh tế thành phố sẽ khó khăn hơn, ông Ngọc cho biết. Trong khi đó, Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, xét theo các tiêu chí trong dự thảo của Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh sẽ ở cấp độ 3 có thể mở cửa ở mức độ nào đó sau ngày 30 tháng 9, chứ không thể lập tức trở về trạng thái bình thường như trước. Với cấp độ 3, thành phố có thể mở cửa cho phép họp hành trong nhà 10 người, đủ vaccine lên 15 người, sau đó căn cứ tình hình thực tế để mở rộng hơn. Cá nhân tôi không ủng hộ thành phố mở cửa bình thường lại ngay vì khả năng lây nhiễm là vẫn còn. Do đó việc mở cửa ở cấp độ 3 là phù hợp trong bối cảnh thành phố hiện nay. Ông Dũng nói và cho rằng, sau khoảng nửa tháng nếu tình hình ổn định hơn, tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm người trên 50 tuổi tăng lên đạt 80% thì sẽ điều chỉnh mở thêm